Bạn muốn mua robot nhanh chóng, giá rẻ, uy tín thì hãy ghé ngay robotviet.com nhé. Đi có 5 người nên nó khó. Chứ mình đi 8 là nó dễ rồi. 8 người, có mỗi thằng Riza thì tới đó cỡ nào cũng gọi là đúng không sai. Máu quái cũng tăng rồi mày. Đặt đặt lách Goku thì chắc đặt Không Bulma trước đi. tăng rồi. Lách Goku đặt sau, giờ tôi đặt Riza trước. Tao đặt con Nào Bulma. đây, nào đây. Tao đặt Chủ tịch vô nuôi Bulma Bulma luôn. rồi. Tính đặt lách của cô 450 thì đặt Bulma ra trước. Tại nét nét hai quay là xuống tới dưới đây là đặt được con rồi. Đã anh Tài không chịu nét. Quay 1 quay 2 mày Đáng nét lẽ được nét mà, thôi. quay 1 quay 2 nét được có sao Đâu. đâu. Mày đáng lẽ nếu vậy mày không nên nét, còn mày nét quay 1 quay 2 á là xong mày ngồi mày chờ là quái trên dù nó lùa xuống là toàn mấy con trâu không. Titan vừa nói con Titan gì quên rồi. Cầm cái búa. Tên chiến gì? Búa Tên chiến. gì? Là hình ảnh xấu rồi. Nào bấm muốn nét hết luôn rồi kìa, Cậu thu nét mà. nổi Quái thấy chưa, tao cũng muốn nét lắm á. cái bản nét khó chịu. Giai đoạn 3 trên 4 luôn á, muốn ra hết rồi. Làm luôn đi chứ trời nữa. Vậy tao bấm luôn nha. Bấm đi lấy Mình tiền. bấm chỗ đổ vậy là chờ đợt này xuống đã đặt con Bulma ra rồi mấy cha. Mấy cha nét về là lỗ rồi. Sáu trăm máu. Vậy cũng nét chứ có gì đâu. Đáng lẽ ta nếu mà khúc đôi quay một phải chờ đặt Bulma ra luôn rồi đừng có nét. Thì vậy còn được, tự nhiên chạy xuống tới đó là chờ đã cái đi nét. Lỗ. Giờ yeah, phải làm sao thì Chắc đầu nó cô cuối có được ba con Bulma mát. tao mới không không về. không cần, tao quay 11 mày có ba con là được. Tao quay 11 á. Thì nó Yeah. mới thắc mắc là giờ phải làm sao, nó nói ý nó mong muốn là phải làm sao được ba con Bulma mát, hiểu không, Con bướm nhỏ là nhoi. tại vì quái nó mạnh mày không đủ tiền mày nâng đó, giờ không nét là lỗ nè, giờ mấy con này chạy xuống nè còn trâu hơn nữa là 1.800 nè, nét không nổi. Ui, 92 máu. Tại mày không nâng con này của mày nè. Cái quỷ này không nâng cái con này Tuy lên ta. nhiên chủ tịch đi đặt con lách Goku ra trước chứ vậy. Riza không đặt. Trời ơi. Cũng 470 đa mà mày. Quanh đơn mục tiêu ông nội. Đâu còn châu kìa. Không đủ tiền nâng Riza luôn, lấy gì nâng. Nét đi, Rồi, nét quay đi. giờ nâng thì nó trễ rồi, còn 500 mấy máu Riza này cũng đánh nổi ha. Tâm sáu lần anh được không sao. Hết Đó, hết rồi, hết tầm đánh rồi, không đủ tiền luôn, 496 thì đâu có đủ tiền đâu đánh. nhau không? Bảy nhà á nha, để đặt cho. Không không bể, đi ra đánh nữa thì không bể. À đây là cái con tinh khí cầu chạy nhanh nè, nhìn nè, thấy không, nó chúi xuống là tinh khí cầu chạy nhanh hơn á.
Cái tình khí cầu rồi. Nhìn rồi đó, cái con nó chung vô nhà là bể rồi đó. Còn nó nhiều máu rồi. Ngàn mốt 16 máu không bể. Còn mấy chục máu. Ừ, cuối cùng nãy giờ chưa nâng cấp được con Winma miếng nào. Cơ bản là hình như là cái đường nó ngắn, cái đường này hay là mình phải có đứa đặt ở trên làm mềm trước hay là như thế nào nè? Không, đặt trên đi, chạy nhanh xuống có đánh được đâu. Thiếu người thôi, chứ thiếu người thiếu đam thôi chứ thiếu gì. Đó, tao hy sinh tao là nâng Riza lên tới update 3 rồi đó. Căng hẳn. Rồi tầm này ổn, đứa nào cũng update 3 vậy. Tầm này ổn cái mình nâng con Bulma lên tí. Tầm này đam ở đây ổn rồi. Mấy này có chưa có trâu. 2000 máu. Chưa, đừng có nét liền nha. Rồi. Đó, coi nâng Bulma được chưa thì nét. Chắc không nào ấy, nét rồi. Hai ngàn mấy máu. Bây giờ tới đây chạy chậm không sao. Giờ phân dân biết nâng cho Reza thêm cái nữa hay nâng con Bulma đây. Reza nâng tới ngàn, đổi ngàn tiền thì nghỉ. Mà từ từ nâng Bulma đi, còn ổn áp mà. Để từ khi mà nó mạnh hơn nữa kìa. Ờ đó, giờ mạnh hơn rồi đó. Bút tiền này kìa, đủ nâng cấp cho con Riza một cái. Đó. Ui nào rình nâng cấp mát nhanh nè, quỷ dinh nhanh thiệt chứ. Mà tao vẫn đặt búp đam nha mày. Ghê thiệt. Tao có đặt búp đam nha. Chả nói gì đâu. Ờ. Tao không nâng mát mấy con kia mà tao ủa gì lộn, tao đặt một con Riza nhưng mà tao đặt nâng búp đam đàng hoàng cho tụi mày đó, thấy không? Giờ tụi mày đam hơn tao, tao đam thấp nhất ở đây rồi. Quan trọng là win đâu, quan trọng là win. Rồi. Nào lấn lên chỗ tao vậy? Tài... tao lấn tí dưới đây hết chỗ rồi. Chiếm đất hết rồi. Thời buổi giờ đất có giá trị ghê. Nhìn ai vậy chứ ở đây còn đất. Cả đống này không ai đặt hết. Tôi vô chỗ thì đặt. Cái quay 10 này mình từ từ rồi nét, mình chờ chuẩn bị. Ồ mày từ từ nét lên trên, nó vùa xuống không có nổi đâu. Này tới giai đoạn này là phải nét luôn, hiểu không? Ở còn trên lon, nó còn lon kìa, còn lon giấu sau lưng kìa. Tập trung chuyên môn. Nào cũng đặt im lặng hết. Đặt Riza thôi chắc được rồi đó. Ba con là ổn rồi. Chuẩn bị đặt Riza ra thêm rồi.
Tao mát là con cu cu. Lấy nhiều máu à? Đợi tí nét đây. Ui nét luôn hả? Nét luôn chứ. Nãy không nói chờ tiền đúng không? Ờ chờ 100 tiền, 200 tiền. Thì nói là okay. Ta đã bấm ba con vậy rồi, giờ đặt thêm mấy con ở ngoài đi. Bây giờ là tụi mày nói gì nói, tao giận tao ao á, nó thắng bại ra tại tao hết nha. Làm tao giận là tao ao á. Tắt bớt hiệu ứng mới được, chả thấy cái gì hết. Giờ chắc tao đặt Riza nhỉ. Riza còn không mát rồi bắt đầu mới đặt con đầu hồng sao. Đó, tiền nhiều, tiền nhiều. Giờ tha hồ đặt Riza. Đấy, nói chung là gì cũng phải ưu tiên Riza trước. Trận hồi nãy chưa đặt full 8 con Riza. Ờ, nói chung là chưa đặt full 8 Riza thì cũng không đến nổi đâu. Xong đặt Minato cho anh vô hồng đam. Ôi nào nuôi nhiều Bulma dữ vậy. Rồi nào đặt con Riza xéo xẹo thấy ghét đây. Ừ thằng Ni. Cái gì đó. Idol Ni sao mà kỳ vậy. Ờ tao tính liếm vô thằng nào tài đó né. Tao tính liếm vô chỗ đó nào chặt đặt luôn vậy. Tao đặt á. Ok. Chứ mày thì đâu rồi Riza á, ý quỷ chiếm chỗ mày đang định đặt. Thằng nào đặt Riza mà đặt cái kẹo thiệt bực mình. Hết bàn gì? Rồi, hết bàn rồi lên bàn trên đây luôn đi. Mà trên đây đi có thấy có bút đao trên đây lắm nè. À. Chứ trên kia hết chỗ rồi, dưới đây hết chỗ rồi. Còn góc nhỏ nè, cái góc nhỏ ngoài đây nè. Đây. Tắt hiệu ứng cái im lặng ghê chứ. Đỡ ồn ào chứ. Thấy đâu, đỏ lè mà tài. Chỗ đó nữa đặt. Đỏ lè. Đỏ luôn rồi. Mày đặt diêm sân trụ đi. Trời, full luôn rồi. À, tao đặt con... Quay, tao đặt con Nagato mày ơi. Tao đặt con Nagato. Có thì đặt Nagato đi. Tính đem đặt đầu hồng theo đặt ấy bán Bulma kìa, bán Bulma đi. À bán quên nữa chứ, bán ba con tiền không nữa. Đù ba con luôn, tao có hai con à. Bởi vậy tao nãy giờ tao hy sinh tao dữ dằn không. 14k tiền đặt con gì ta? Đặt Nagato, có Nagato không? Nào đặt đi chứ, đặt Nagato đi chứ. Đặt hai con Nagato. Bulma còn đặt được mà. Mới lại có Minato để hồi dòng đam nữa chứ. Có diêm trụ rồi kìa. Có diêm trụ vô. Không, diêm sinh trụ chứ nó không có đặt theo được nhiều. Vô cái đường búp đam gì nó không có hưởng búp đam nhiều. Lấy con Minato cho nó dòng đam. Ê mấy con ngưng thời gian nữa quên. Đặt mấy con này chứ. Ngưng thời gian thí dụ đặt ra hồi hai con bán lại thành con được không sao đâu. Đi năm thằng Nguyên nổi không đây. Tháng giờ thì từ đó rên la đầu ghê lắm. Mày yên tâm, ở đây có Idol Ni. Idol Ni vậy? Idol Ni đặt Riza gì đâu. Idol Ni đặt chữ. Idol Ni đặt Minato. Không biết đám có vừa. Minato đặt Riza rồi. Đặt không vừa chỗ người ta vậy đặt. Là, vậy là Idol Ni có đặt nhiều Bulma lắm, sao đặt được nhiều dữ vậy? 7 Bulma. Khó thấy chưa? Khó luôn. Nãy giờ chắn ngồi canh đặt ngồi con nuôi đó Bulma không à. Vậy em nuôi Bulma đâu? Không, nó nuôi Bulma giờ vậy, giờ nó có đam, nó phụ mình mày. Giờ nó đội sổ lên, nãy nó đứng bét bảng xếp hạng là biết rồi. Còn trong khi thời địa gian đó thì tao dành hết tiền tao để tao đặt búp đam cho tụi mày. Nó thì cứ rình mò nuôi Bulma, nuôi ống vợ nữa. Cái bàn toàn Riza, không có thằng nào đặt con lách Goku chủ tịch. Lách đó là ta đặt sau rồi, khi không còn cái hết Riza mới đặt lách. Này cũng ngưng, nên ngưng lại ông ta, ngưng thời gian lại không?
hay Ngưng hay cái gì đâu mà cái đợt trâu kìa, đợt trâu trâu á mà nó thấy không ổn cái là cái là quay 15 có mày dừng cái con clone cũng được nữa, mày dừng con clone á. Không sao, clone có nhiều, khỏi dừng đi, đừng có dừng, để dừng boss thôi. Tao boss xuống là hồi mà boss đi còn xa lắm. Đấy đợt đợt kinh khí cầu cuối nè. Ờ đó đợt này 200k nè. Dừng là dừng mấy cái đợt này nè. Nãy tiền mày đi dừng sớm. Ờ cái đợt này đợt trâu này, đợt đợt kia xuống nhiều nhưng mà không có trâu. Dừng cái đợt 200k này nè. Đâu em dừng em bán em đặt mà, em còn dư con nữa đó. Em bán em đặt em dừng thời gian phải không? Còn anh giờ anh lo bút đam. Ủa vô. Đó đó. Trâu quá. Ủa đi sát nhau luôn á. Ngừng thời gian vậy là được, ngừng thời gian vậy được. Bút đam kìa, bút đam kìa. Thắng rồi, bút đam kìa. Có lên cho thắng rồi. Nó rồi, game này thắng bại tại tao á không? Tao không có được bao nhiêu đam để tao dành hết tiền nuôi búp đam. Dừng nè. Rồi. Đó. Rồi được rồi đó. Rồi thắng rồi đó. Rồi, 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 rồi. Boss này dễ win, rồi. Win rồi, win rồi. Boss này dễ ẹt. Boss này dễ ẹt. Chịu ba máu đi vô được, cừ không. Không vô nổi đâu, chịu ba máu không vô nổi đâu. Tao rải diêm trụ lum đây thì sao vô được anh? Diêm trụ gì, diêm trụ anh nói thiệt với em á, rải dài ra không bằng Minato đặt một góc mà được búp đam vô nữa. Đó, mấy con ngưng thời gian hồi chiều nữa nè, con đi chậm rì à. Easy. Hút tiền. Nè, ngồi nói cho cố đi, hồi anh chạy vô nhà ở đó hút tiền. Hút tiền. Đợi. Giật chưa? Rồi, dừng đi cho cái thời gian đốt của con ấy nó lên. Rồi, canh rồi mà. Ở đây đâu 5-6 con ngưng lượn. Đẩy cho đi khoảng tầm mấy giây thì ngưng tiếp. Ừ, nó không, nó bị chồng hiệu ứng á. Chồng hiệu ứng không có ngừng. Con boss thì nó giải hiệu ứng nhanh gấp gấp đôi mấy con bình thường. Con triệu ba máu gì đâu. Còn triệu máu. Ờ, anh tài hết cái tôi em. Kiểu là dừng khúc dưới cho nó dồn đam. Ừ, dừng ngay chỗ khúc dưới. Chậm lại đây ngay. Nó đâu chạm. Chạm nó đâu dồn. Minato có giảm chưa? Minato cũng đi chạm chưa? Rồi. Hết rồi đó. Nhanh luôn. Chết rồi, quên rồi. Dừng ngay cho mấy AD đánh là ngon rồi. Tao lắc em. Lắc em tao mạnh lắm. Lắc em tao mạnh lắm. Rồi sao rồi. Rồi. Cuối cùng. Lát nghe tao nghe mà lắm. Idol đi cái gì mà đi ở ngoài 8 người đi không nổi, vô đây đi với mình đi nổi. Đi ngoài 8 người đi không nổi luôn hả chứ. Thấy chưa? Mình đi mấy lần rồi ta? Ba. Đi ba lần nhưng mà mấy lần đầu có tao với mày với Hùng thiếu người. Đây. Thiếu người không đủ đam. Lát nghe mạnh lắm. Ở game mà có Minato đây, còn trong tay tao là support là nhân đôi đam cho AD rồi còn gì nữa. Đó. Mình đi tắm rồi. Thôi thì cuối cùng thì mình cũng đã đi được cái rai 2 rồi anh em, mà cũng khá là cực khổ. Thì nói chung thì team mình là đi team vô team, nói chung là đi chơi chung với nhau. Rồi ni bắt tô này kia đồ thôi. Đó, thì 5 người đi vẫn win nhé anh em. Thì thôi cái clip mà đi rai 2 này thì chắc kết thúc tại đây. Anh em thấy video như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nha. Cảm ơn em đã bỏ chút thời gian để xem video mình nhé. Hẹn em như video sau. Bye bye.